việc thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp là rất quan trọng. Đồng Nai có mức sống đắt đỏ cao thứ 7 cả nước. Tạm đình chỉ 3 chợ truyền thống tại Biên Hòa để khắc phục an toàn phòng cháy. Đồng Nai ra quân điều tra dân số và nhà ở năm 2024. Khởi tố nguyên chủ tịch và nguyên phó chủ tịch xã Bảo Quang. Phóng sự, phụ huynh học sinh oải vì chục năm phải đi học nhờ. Sáng 2 tháng 4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã làm việc với Đảng bộ nhà máy bê tông đúc sẵn Hùng Vương thuộc Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu. Năm 2023, các đơn vị thuộc Đảng bộ nhà máy bê tông đúc sẵn Hùng Vương nộp ngân sách nhà nước hơn 42 tỷ đồng, trong đó các nhà máy đóng ở Đồng Nai nộp ngân sách hơn 10 tỷ. Từ năm 2007 đến 2023, Đảng bộ nhà máy kết nạp được 142 đảng viên, hơn 74% đảng viên có trình độ cao đẳng đại học trở lên. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy và Ban giám đốc nhà máy bê tông đúc sẵn Hùng Vương thời gian qua. Việc thành lập tổ chức trong doanh nghiệp là rất quan trọng trong phát triển tổ chức đảng ở Đảng bộ nhà máy bê tông đúc sẵn Hùng Vương, cũng như các doanh nghiệp tư nhân cần vận dụng sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng và phải giữ mạch nối giữa đảng viên với tổ chức đảng cơ sở và tổ chức đảng cấp trên. Trường hợp trong doanh nghiệp không tổ chức sinh hoạt chi bộ được giờ nhất định vì người lao động phải làm việc theo ca kíp thì cần vận dụng linh hoạt phù hợp, tuyệt đối không máy móc rập khuôn, không làm đứt mạch nối giữa đảng viên với tổ chức đảng cơ sở và cấp trên. Theo thông cáo báo chí của Tổng cục Thống kê về chỉ số giá sinh hoạt theo không gian, viết tắt là SCOLY năm 2023, Đồng Nai đứng thứ 7 cả nước về chỉ số này. Như vậy, Đồng Nai từ vị trí thứ 25 trong năm 2022 lên vị trí thứ 7 trong năm 2023, do nhóm hàng hóa và dịch vụ khác cao hơn 11,19% so với Hà Nội. Trong bảng xếp hạng này, 5 địa phương có mức giá cao nhất cả nước trong năm 2023 là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bình Dương. Ngược lại, 5 địa phương có mức giá thấp nhất cả nước là Bến Tre, Nam Định, Quảng Trị, Sóc Trăng và Gia Lai. Kết quả biên soạn chỉ số SCOLY năm 2023 cho thấy, vùng đồng bằng sông Hồng có chỉ số SCOLY cao nhất, xếp thứ 2 là vùng Đông Nam Bộ, còn vùng đồng bằng sông Cửu Long có chỉ số thấp nhất. Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa vừa yêu cầu cơ quan chức năng, ủy ban nhân dân các địa phương giám sát việc tạm đình chỉ hoạt động của 3 chợ truyền thống để khắc phục các thiếu sót mất an toàn về phòng cháy chữa cháy. Việc tạm đình chỉ được áp dụng cho khu vực nhà lồng, kiosk và sạp của các chợ Tam Hòa, phường Tam Hòa do hợp tác xã Thanh Niên quản lý, Long Bình Tân, phường Long Bình Tân do hợp tác xã Tân Long quản lý, điểm kinh doanh thuộc hợp tác xã thương mại dịch vụ Tân Biên quản lý, phường Tân Biên. Đây là những chợ truyền thống được xây dựng trước năm 2001, trước thời điểm luật phòng cháy chữa cháy năm 2003 có hiệu lực, tiềm ẩn nhiều yếu tố không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Điển hình như không lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy cố định, không lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, không đảm bảo khoảng cách an toàn về phòng cháy chữa cháy. Cục Thống kê Đồng Nai đã ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Cùng với cả nước, cuộc điều tra dân số và nhà ở năm 2024 ở Đồng Nai diễn ra từ ngày 1 tháng 4 đến hết ngày 30 tháng 4. Cuộc điều tra sẽ cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đây cũng là cuộc điều tra dân số lần đầu tiên thực hiện thu thập thông tin của người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Điều tra dân số và nhà ở xã hội giữa kỳ 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi Đồng Nai đang có những thay đổi quan trọng về nhân khẩu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa có quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cho tại ngoại đối với ông Nguyễn Tiến Dũng, 46 tuổi, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bảo Quang, thành phố Long Khánh và bà Nguyễn Thị Hồng Nga, 42 tuổi, nguyên là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã này để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Từ năm 2001, Đào Thị Liễu, 42 tuổi là vợ của ông Nguyễn Tiến Dũng, nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một số người dân làm dịch vụ tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Sau đó Liễu giả chữ ký, dấu vân tay của chủ đất ký hợp đồng chuyển nhượng cho người khác, rồi mang đến Ủy ban nhân dân xã Bảo Quang nhờ Nguyễn Minh Phúc, nguyên là công chức tư pháp hộ tịch Ủy ban nhân dân xã Bảo Quang tiếp nhận chứng thực. Bằng thủ đoạn trên, bà Liễu đã chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền hơn 11 tỷ đồng. Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Phúc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đề nghị những ai là bị hại của Đào Thị Liễu liên hệ văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, địa chỉ 47 đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 2, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, hoặc gặp điều tra viên Nguyễn Đức Sâm theo số điện thoại 0908 130 737 để trình báo và được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật. Trường tiểu học Phan Đình Phùng, mới hơn 6 giờ sáng, từng nhóm học sinh ngồi trên vỉa hè hay sân trường tranh thủ ăn sáng. Đa phần các em là học sinh lớp 4, lớp 5. Các em có nhân khẩu là học sinh trường tiểu học Phan Đình Phùng, nhưng phải ra tận Bình Đa để kiếm học nhờ. So với các khối lớp dưới, các em phải đến trường sớm hơn khoảng nửa tiếng.
nhiều khi gọi dậy chúng nó mắt nhắm mắt mở. Đường xá nó cũng nhộn nhịp, cũng sợ lắm. Dạ. Với lại đi học xa nhờ bên đó mất kinh phí nữa. Năm học 2023-2024, trường tiểu học Phan Đình Phùng có đến 95 lớp với gần 4.000 học sinh, thì có đến 35 lớp với khoảng 1.500 em. Là học sinh lớp 4, lớp 5 phải học nhờ ở trường tiểu học Bình Đa để không phải học K3. Mượn phòng học chỉ là giải pháp tạm thời, nhưng đã kéo dài đến gần 10 năm nay. Đường xa không có thời gian đưa đón, một số phụ huynh đã tốn một khoản không nhỏ để sử dụng dịch vụ xe đưa đón. Những gia đình khó khăn nó một vài 300.000 nó cũng rất là giúp cho người ta nhiều cái việc khác. Nên là đi học nhờ là chỉ bắt buộc thôi, chứ còn cũng không ai mong muốn cả. Trong khi đó, khu đất mà Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa dành để xây dựng để giảm tải cho trường tiểu học Phan Đình Phùng vẫn còn vướng khâu thu hồi và xác minh nguồn gốc đất. Và hiện giờ nơi này trở thành bãi để xe và bãi rác. Đang giao cho ban quản lý dự án với các cái đơn vị có liên quan để làm sao mà thực hiện sớm cái việc mà xây dựng cái trường Long Bình 1 này. Học sinh đi học nhờ quá đông suốt nhiều năm liền là nỗi niềm của cả thầy cô và các bậc phụ huynh nơi đây. Do hoàn cảnh bắt buộc thì phụ huynh phải đeo theo, nhưng ngày nào con còn đi học nhờ là ngày đó các bậc phụ huynh nơi đây còn bất an, lo lắng